Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn quay trở lại với bản tin ngày hôm nay câu lạc bộ IT Quick Group Channel ha. Thì như thường lệ thì vào thứ ba hàng tuần thì Tùng sẽ đại diện cho câu lạc bộ đem đến cho anh chị em những cái bản tin sát thực nhất liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam, các cái tổng kết giao dịch, những cái cổ phiếu tiêu biểu trong ngày hôm nay, như là các tin tức ảnh hưởng đến thị trường nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Anh chị em lưu ý thì đây là buổi đây sẽ là một cái bản tin, cho nên những cái cổ phiếu cụ thể riêng lẻ mà anh chị em hỏi thì mọi người có thể theo dõi các livestream khác cũng đang phát sóng đồng thời cùng với cái buổi công chiếu bản tin này nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đi vào cái phần kết thị trường. Thì đầu tiên là mọi người thấy được ngày hôm nay thị trường chúng ta khá là tiêu cực ha. Giảm 25,34 điểm, mức giảm là 1,69%. Thì nó tương đương với cái chỉ số Dow Jones của thế giới ngày hôm qua giảm khá là sâu và mất cái mốc là 33.000. Đó, thì chúng ta đóng cửa ở mốc là 1.473,71 điểm. Hôm nay thì chỉ có 95 mã tăng thôi, nhưng mà trong đó thì vẫn có 16 mã tăng trần, 370 mã giảm thì có 12 mã giảm sàn, ngoài ra 34 mã tham chiếu. Đối với VN30 thì đóng cửa 1.490,17 điểm, ngay cái mốc hỗ trợ luôn. Đó, giảm 18,95 điểm, mức giảm là 1,26%. Thì VN30 thì hôm nay giảm ít hơn so với VN-Index ha. Đó là một trong những cái động lực mà nếu giữ cho index thì vẫn đang giữ được cái hỗ trợ. VN30 thì chỉ có 6 mã tăng thôi, 22 mã giảm và 2 mã tham chiếu. Sàn Hà Nội thì hôm nay giảm 6,98 điểm, mức giảm là 1,54%. Sàn Upcom thì giảm 0,62 điểm, mức giảm là 0,54%. Đó. Thanh khoản của HOSE hôm nay là 34.518 tỷ, rất là cao ha. Nên thanh khoản cả ba sàn cộng lại là 43.645 tỷ, một mức thanh khoản khá là cao. Rồi các cổ phiếu đóng góp vào index thì chiều tăng ngày hôm nay thì có Vietjet, FPT, Masan, HVN, Sabeco, PC1, PAU, GEG, VCF, OGC, SGS, SSI, IDI, TNH, VDN. Ở chiều giảm thì tội đồ là Vietcombank. Hôm nay một mình Vietcom đã giảm 4 điểm. Ngoài ra các cổ phiếu như là GAT, rồi Hòa Phát, Vinhome, MBB, BID, Đức, VPBank, PLX, VIT, BCM, GET, GVR, ACB và KVC. Ở đây chúng ta thấy là toàn là đại diện của VN30 giảm. Và trong đó thì là các cổ phiếu trụ của dòng ngân hàng, dòng thép và dòng dầu khí là những cái cổ phiếu mà giảm tương đối là nặng nề, và kể cả dòng bất động sản khu công nghiệp nữa. Rồi thì đối với nước ngoài ngày hôm nay thì họ bán ròng khá là nhiều, gần 1.400 tỷ, tập trung bán ở các cổ phiếu như Hòa Phát, Vietcom, VIT, Vinhome, SSI, chứng chỉ quỹ, rồi Novaland, KBC, GET, GAS, Vinamilk, HD Bank, vân vân. Mua thì mua khá nhiều FPT, Nam Kim, Đất Xanh, VND, MIB, PC1, SBT. Thì các cổ phiếu mà nhà đầu tư hôm nay quan tâm nhiều nhất. À, quay lại với nước ngoài một chút thì chúng ta thấy là đối với nước ngoài ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán khá là nhiều. Ngày hôm qua cũng bán hơn 1.400 tỷ. Ngày hôm nay chúng ta cũng bán khá là nhiều. Ở cái trang web hồi nãy thì nó thống kê có 1.400, ở đây thì ta ra con số là bán ròng đến 1.519 tỷ rồi. Ngày hôm qua là bán 1.464 tỷ. Thì tổng 2 ngày là đã bán hết 2.800 tỷ ha. Ủa đâu? Bán gần đến 3.000 tỷ. Gần 3.000 tỷ. Rồi, các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm. Hòa Phát hôm nay giảm 3,2%, Nam Kim giảm 2,6%, Hoa Sen giảm 4,8%. Đó là lý do mà ngày hôm qua
Tùng nói mọi người là tuyệt đối không được mua cổ phiếu thép là vì vậy. Tiếp theo dòng ngân hàng có MBB giảm 3,7%. Rồi dòng bất động sản thì có đứt là sàn. Sale thì giảm gần 8%. KVC của khu công nghiệp là giảm 4,8%. GET giảm 5,2%. Rồi đạm Phú Mỹ đại diện của dòng phân đạm giảm 3,9%. Thì chúng ta chỉ thấy hôm nay có mỗi SI là cổ phiếu chứng khoán tăng 0,4%. Các mã mà bị khối lượng giao dịch chiều trong ngày hôm nay, Hòa Phát ha. FLC thì giảm nhẹ 1,5%. Rồi MBB, SI, GET có HAG hôm nay giảm 6,4%. PAU thì tăng nhẹ 0,9%. STB giảm 2,1%, VPBank giảm 1,9%. Về ngay cái mốc hỗ trợ 37. KBC thì giảm 4,8%. Đối với thị trường thế giới lúc này thì các chỉ số sàn của châu Á thì chúng ta thấy là đỏ hết. Chỉ có mỗi Shanghai là tạm thời đang giao dịch đây thì là đỏ 2,35%. Còn các chỉ số khác thì chưa có giao dịch ha. Đang chờ phiên tối nay. Các chỉ số tương lai của châu Âu thì đang tạm thời là có một cái độ hồi phục xanh tốt, bốn chỉ số đại diện châu Âu. Các chỉ số tương lai của Mỹ thì cũng đang hồi phục tốt. Chúng ta thấy là Dow Jones Future đang quay lại cái ngưỡng 33.000. Rồi, đối với hàng hóa thì giá dầu thế giới vẫn đang neo ở cái mốc là 122 đô, tăng so với ngày hôm qua 3,13 đô, mức tăng là 21%. Vàng thì cũng tăng 16,2, mức tăng là 0,81%. Rồi thì như vậy chúng ta thấy là các cổ phiếu mà tiêu biểu trong ngày hôm nay thì thực ra là trong một cái phiên đỏ lửa thì không có thấy cổ phiếu nào gọi là tiêu biểu ấn tượng trong ngày hôm nay cả. Tuy nhiên thì vẫn có một số mã cổ phiếu tăng tốt, đó là cái dòng cao su thì như ri, trong những cái buổi livestream thì mình có khuyến nghị là anh em có thể mua được, thì ri trong 2 phiên gần đây tăng rất tốt. Nhưng mà cũng như các cổ phiếu mà mình là khuyến nghị là không mua đuổi trong ngày hôm qua, ngày hôm nay có sự điều chỉnh thì ri thì cũng tương tự ha, ta sẽ không có mua được khi mà nó là tăng mạnh như này. Hoặc là những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay giảm sàn như là Đức là một cổ phiếu mà rất nhiều người quan tâm ha. Thì Đức đang có một cú giảm như này, khả năng Đức nó sẽ giảm tiếp về cái vùng 77. Hỗ trợ gần nhất là 82. Cho nên phiên ngày mai anh chị em tạm thời là chúng ta chưa nên bắt đáy. Đối với những cổ phiếu như này nè thì sau một cái nhịp phục hồi mạnh á, đi lên và chỉ lên đến cái ngưỡng kháng cự đúng cái vùng 100 thì không lên tiếp được. Cho nên giai đoạn tới thì mọi người nên chờ đứt quay trở lại tích lũy thật là chặt thì lúc đó mới nên tham gia. Còn giai đoạn này thì rõ ràng là cái kháng cự của nó đã vượt qua không được ha. Cái mốc 100 này là một cái kháng cự rất mạnh, không vượt qua được thì chúng ta cũng đừng có vội vã mua đối với đứt nha. Sell tương tự như đứt. Sell thì nó đang quay về ngay cái hỗ trợ 64.3 đấy, đóng cửa ngay hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ này thì cũng không có gì lấy nó gọi là an toàn, nên khả năng cao nó sẽ rơi về hỗ trợ sâu hơn là cái vùng 54.5 đấy. Thì lúc này anh chị em cũng hạn chế là mua quá vội vàng đối sell trong cái phiên ngày mai, ta sẽ chờ cho nó có một cái cú giảm thật là sâu ha. Và đối với những cổ phiếu này chúng ta cứ nên chờ cho nó tích lũy thật là ổn đấy. Hoặc là những cổ phiếu mà hôm nay giảm cũng khá sâu như là DRH, dòng bất động sản. Thì DRH lúc này nó giảm thì nó giảm ngay về ngay cái vùng hỗ trợ. Tức là nó đã có một cái vùng hỗ trợ rất là kéo dài từ giai đoạn bên này rồi qua đến giai đoạn bên này ha. Vùng hỗ trợ ổn. Nhưng mà để mua DRH lúc này thì không nên vội. Thì em cứ chờ thôi. Được cái tốt là ngày hôm nay DRH nó không có, gọi là không có giảm sàn. Và cuối phiên, trong phiên thì đã có từng thời điểm giảm sàn ấy, nhưng mà DRH sau khi mà tích lũy mô hình tam giác đi lên và quay trở lại thì lúc này chúng ta không vội vàng mua ha. Đôi lúc thì nó phá vỡ mô hình nó sẽ rơi rất sâu đó. Và
kể cả chúng ta đang thấy là tạm thời phá vỡ cái trend ngắn hạn đây, cho nên anh chị em hạn chế là mua sớm quá. Những cái cổ phiếu này thì cũng giống như tích sell thôi, nhóm cổ phiếu bất động sản đầu cơ thì chúng ta chỉ mua lướt T cộng thôi, và khi mà có thể là chốt lời nhẹ hoặc là chưa chốt lời gì đó thì chúng ta cũng không nên vội vàng mua lại, phải chờ một cái khoảng thời gian rất là lâu cổ phiếu tích lũy xong ha. Rồi thì đó là những cổ phiếu ấn tượng trong ngày hôm nay, ấn tượng theo cả chiều hướng tốt và chiều hướng xấu. Thì chúng ta sẽ đi qua một số tin tức liên quan thị trường ha. Hôm nay thị trường có những cái tin tốt như là nói một bài báo nói về Sacombank, nói về CEO của Sacombank. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà đọc bài báo thì chúng ta thấy là những cái mà bài báo nói thì rõ ràng là nói về cái việc mà Sacombank đang tái cơ cấu thành công ha. Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi Sacombank tái cơ cấu và đang xử lý nợ xấu rất là tốt, xử lý được đến 70% cái nợ xấu rồi, chỉ còn 30% thôi, và khả năng thì trong năm nay Sacombank sẽ xử lý xong. Đó là những cái quan trọng ha, có thể đọc. Hoặc là như việc là Sacombank được quay trở lại vào top 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu. Thì cổ phiếu Sacombank cũng là một cổ phiếu mà mọi người nên quan tâm về cái view trung dài hạn nhé. Tiếp theo là về cái lợi nhuận của PVD thì trượt dốc, nhưng mà năm 2022 thì khi mà giá dầu tăng như vậy thì PVD thì sẽ quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng đó. À, với thời hạn hợp đồng 6 năm và 4 năm gia hạn thì cái giàn khoan của PVD thì được kỳ vọng là đưa doanh thu PVD vực trở dậy sau kết quả ảm đạm của các năm vừa qua ha. Đấy. À, thực ra giá PVD giai đoạn vừa rồi tăng rất là nhiều thì nó đã thể hiện cái sự kỳ vọng rồi, cho nên báo ra thì là báo ra nó biết là tốt, nhưng mà cái thời điểm này không phải thời điểm quan trọng để mua PVD nhé. Thì tí nữa Tùng sẽ nói rõ hơn, nhưng mà những cái này thì nó nói tốt về PVD, nhưng mà đáng lẽ là cái thời điểm mua của chúng ta là xảy ra rất lâu rồi chứ không phải đến giai đoạn này nhé. Rồi giá Nikken tăng dựng đứng đấy, ảnh hưởng của chiến tranh, thì chúng ta thấy là giá Nikken trong những ngày gần đây nó tăng dựng đứng luôn, thậm chí là tăng gấp 250% trong vòng vài ngày, và cái sàn giao dịch hàng hóa của nước ngoài họ cũng phải tạm dừng luôn, thậm chí là những cái nhà mà short sell, những cái nhà mà họ bán khống đối với hàng hóa là Nikken này thì họ phải mua lại để cover và chấp nhận lỗ, nhưng mà tránh cái việc lỗ nặng. Đó, họ bán khống mà nếu mà họ không chịu mua lại ngay thì họ sẽ lỗ rất nặng, có thể là cháy tài khoản đó, cho nên họ phải mua lại để cover. Cái ý này là muốn nói là cái giá hàng hóa không phụ thuộc quá lớn vào cái việc chiến tranh ha, nên trong vài phiên gần đây tăng rất là bốc đồng, cũng giống như là các cái hàng hóa khác. Rồi liên quan đến chiến tranh thì tiếp tục là đến việc các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới thì rút ra khỏi Nga, quyết định là sẽ rút ra khỏi Nga. Những cái công ty như là KPMG ha, rồi Ernst & Young nè, rồi Lloyd nè, rồi Price Waterhouse. Cổ phiếu DGC đang tăng nóng, thuộc cái dòng hóa chất phân bón. Thì em gái chủ tịch thì đang muốn chốt lời DGC sau khi mà cổ phiếu này tăng 50% trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm tạo đáy ha. Điểm tạo đáy này là tăng 50% trong 2 tháng. Rồi. Âu lo về chiến sự ở Ukraine nên dân Ấn Độ thì đổ xô đi mua dầu ăn và nhiên liệu. Đấy. Thì là cũng giống như Việt Nam đúng không? Các cổ phiếu mà thuộc về lương thực, thực phẩm những cái ngày qua thì tăng giá. Thì chúng ta thấy là các nước trên thế giới thì họ cũng bị ảnh hưởng chiến tranh khá là nhiều. Công ty chứng khoán VDSC thì khuyên hạn chế mua đuổi các nhóm đầu cơ theo giá hàng hóa.
Đó, và họ khuyên là nên trú ẩn vào cổ phiếu ngân hàng nếu muốn đầu tư dài hạn. Có nghĩa là mọi người đọc kỹ nhé, ai mà muốn đầu tư dài hạn thì mua ngân hàng bây giờ, còn ai muốn lướt sóng ngắn hạn thì cái vùng này thị trường nó đang tạm thời là chưa có ổn định, cho nên chúng ta cũng hạn chế là không có mua vội vàng quá nhiều các cổ phiếu ngân hàng lúc này nhé, phải chọn lựa rất là kỹ mọi người nhé. Tuy nhiên mình đồng quan điểm với họ về cái việc là hạn chế mua đuổi nhóm đầu cơ theo giá hàng hóa, ví dụ như là nhóm thép, nhóm phân đó, rồi những cái nhóm vừa rồi mà tăng nóng vì cái chiến tranh như là dầu khí vân vân, thì chúng ta hạn chế là mua đuổi nhóm đầu cơ này, nó tăng khá là nóng rồi, và đặc biệt là thị trường chúng ta là T cộng 3, nếu mà chúng ta mua đuổi thì nó sẽ có nguy cơ là không kịp hàng về để chốt ha. Rồi tiếp tục là công ty VCFC thì họ nói là đà tăng mạnh của giá cổ phiếu đích không phản ánh đúng giá trị cơ bản. Cái bài báo này ra vào tối hôm qua vào lúc 21:54 thì giá mục tiêu của đích chỉ ở mức là 42.000 đồng một cổ phiếu thôi, mà trong khi bây giờ nó đang ở gần cái mốc là 90.000 đúng không, nó đã gấp 100% đó. Cho nên anh chị em khi mà đầu tư chúng ta cũng phải nên nghiên cứu khá là kỹ về cái mặt cơ bản và mặt giá trị ha. Nếu mà giá trị hợp lý thì chúng ta sẽ đầu tư về mặt dài hạn được, nếu mà giá trị nó đã overload thì chúng ta nên đầu cơ về mặt kỹ thuật thôi, hạn chế là nghe theo ông này bà kia hô hào, và chúng ta cứ suy nghĩ là việc ôm cổ phiếu và nắm giữ dài hạn thì rất nguy hiểm ha. Trong khi cái giá trị thực tế của các công ty chứng khoán định giá lúc này nó chỉ ở tầm 42.000 thôi, mà chúng ta cứ nghe hô hào là 500 1 triệu thì nó sẽ nguy hiểm. Cái giá 500 1 triệu đó là giá của cái thời điểm tương lai, và tương lai đó thì chưa biết là bao nhiêu năm, có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm mà nhé, nên khá là nguy hiểm ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái đồ thị kỹ thuật. Thì trước tiên thì Tùng sẽ nói về cái thị trường trước, và chúng ta sẽ quay lại nói về một số các nhóm ngành quan trọng sau ha. Thì đối với thị trường ngày hôm nay thì vẫn đang trong tình trạng F0, cái họng nó vẫn còn khó chịu, còn ho, cho nên nói không có được ngọt ngào cho lắm, thì anh chị em thông cảm ha. Cũng ngày hôm nay 8 tháng 3 thì cũng xin kính chúc tất cả chị em đang theo dõi bản tin này có một cái buổi tối 8 tháng 3 thật là vui vẻ hạnh phúc ha. Rồi thị trường thì nó vẫn còn ở đó, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh xử lý thôi. Trước mắt thì mọi người cứ vui vẻ trong hôm nay đã, chúng ta đừng có lo lắng quá nhiều về những cái việc liên quan thị trường, lúc nào sẽ có cách xử lý tốt nhất nha. Rồi ok, thì trước tiên là nói về index thì chúng ta sẽ nói về cái giá dầu, giá của Dow Jones trước. Dow Jones ở đây sáng nay thì Dow Jones kể từ thời điểm Dow Jones Future kể từ thời điểm phá đáy ha, thì nó đi xuống và nó đang cố gắng tạo một cái đáy hai, nhưng mà rõ ràng cái đáy hai này nó thấp hơn cái đáy một rồi đó. Thì cái lúc này là chúng ta có một cái cơ hội tạo một cái nến phân kỳ. Sáng nay trong buổi nhận định đầu phiên thì Tùng có viết một cái nhận định và nói rõ mọi người thời điểm chưa xuất hiện cái nến ngày hôm nay ha, đó thì Tùng có nói rõ là giá của Dow Jones nó đang có cơ hội tạo phân kỳ rất là lớn, đang có một cái cơ hội tạo phân kỳ rất lớn, cho anh chị em là bình tĩnh, hạn chế là bán tháo. Vì vậy đó, thì khi mà Dow Jones mà tạo đáy phân kỳ thành công thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội là thị trường thế giới sẽ cầm máu được trong ngắn hạn. Cái việc mà họ có đi lên trở lại vào uptrend hay không thì chúng ta tính sau, nhưng mà trước tiên là thế giới có thể là sẽ cầm máu được. Thì thế giới mà cầm máu được thì rõ ràng Việt Nam ta cũng không cần phải có hoảng loạn đúng không. Rồi thì lúc này nếu mà xét đến thời điểm này, chỉ số tương lai của Dow Jones sau khi nhúng về cái vùng 32.300 thì đang rút chân lên đến tận 33.000,
biên độ đến 700 điểm. Đó, và quan trọng nhất là lại vượt trở lại cái mốc 33.000. Thì nếu mà vẫn tích cực như này thì có thể tối nay Dow Jones khi mà giao dịch thì cũng sẽ tạo một cái phân kỳ luôn. Đó. Và lúc này chúng ta nếu mà nhìn thực tế thì chúng ta thấy là có thể là đang xuất hiện phân kỳ tam đoạn rồi. Thì cái phân kỳ này nó sẽ cho chúng ta một cái xác suất đúng chính xác khá là cao về cái việc tạo đáy. Cho nên khả năng sắp tới thì có một cái vùng mây mỏng này. Thì Dow Jones nó có khả năng nó sẽ hồi phục ngắn hạn về được cái vùng 34.500. Đó. Thì nếu về được vùng này thì chắc chắn index chúng ta cũng sẽ cầm máu được nhá. Nên anh chị em lưu ý. Thì tiếp theo là chỉ số Dow Jones, mặc dù bây giờ chưa giao dịch nhưng mà chúng ta cũng ngó qua tí. Đây. Cái cây nến này nó đang ở đây. Nó phá đáy. Nhưng mà những cái tình trạng phá đáy này thì nó lại cho một cái sự lạc quan về cái phân kỳ. Chỉ cần bật xanh lên giống như Dow Jones Future thôi thì nó sẽ xuất hiện phân kỳ ha. Đặc biệt là khung đồ thị tuần này nó đang ở những cái ngưỡng hỗ trợ tốt này. Nó đang ở cái vùng hỗ trợ. Rồi, ngoài ra chỉ số tâm lý của Dow Jones nó cũng đang ở mức thấp. Thì những giai đoạn trước thì chỉ số tâm lý thấp thì thường nó sẽ có những cái hồi phục. Hoặc là như khu vực này tâm lý nó hoang mang cực độ thì nó sẽ có hồi. Đấy, hoặc là những cái khu vực này tâm lý thấp này, thì nó đều có cái nhịp hồi hết. Cho nên giai đoạn này thì khả năng Dow Jones tạo đáy rất là cao ha. Anh chị em lưu ý. Cho nên cái việc chúng ta là kỳ vọng vào VN trong ngày mai nhé. Trong ngày mai sẽ có một cái sự hồi phục. Chỉ cần tối nay Dow Jones tạo một cái nến xanh tăng điểm tốt, ngày mai VN chúng ta sẽ giữ được cái hỗ trợ này. Đấy. Tuy nhiên là trước mắt chúng ta sẽ qua lại cái VN30. VN30 này. Nếu mà xét về cái tích lũy thì VN30 đang cố gắng tích lũy càng ngày càng thu hẹp biên độ. Đấy, giai đoạn trước thì biên độ khá rộng. Thu hẹp dần đến bây giờ. Rồi, nó cũng vẫn đang giữ được một cái cân tăng từ giai đoạn tháng 8 năm 2021 đến bây giờ. Đấy, thì lúc này VN30 nó sẽ có một cái cơ hội là ngày mai bật tăng trở lại nếu mà giữ được cái cân này. Tuy nhiên nếu mà trường hợp xấu nhất VN30 mà ngày mai mất cái mốc 1489 thì nó sẽ khá là xấu nha. Nguy cơ nó gãy và nó rơi sâu là rất là cao. Đấy, nhưng mà lúc này thì mình vẫn đang kỳ vọng là ngày mai tối nay Dow Jones sẽ cứu VN. Ngày VN sẽ giữ được cái này và hồi phục lên. Đó, trong trường hợp mà ngày mai nó mất cái mốc 1489 này thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên nếu mà sáng ngày mai mà nó mở cửa tạo gap á thì anh em có thể là kỳ vọng trong phiên trưa hoặc là phiên chiều nó sẽ rút chân về và chúng ta sẽ căn cái nhịp hồi để bán nha. Nhịp hồi để bán. Còn nếu mà mai mà mở cửa loanh quanh tham chiếu và bắt đầu nó kéo lực kéo lên tăng dần lên vào bắt dần dần vào buổi trưa thì lúc đó chúng ta sẽ thở phào nhẹ nhõm. VN30 nó sẽ tạm thời không gãy. Tạm thời không gãy thôi nha. Chứ còn mà để cái lực tăng mạnh trở lại thì bây giờ nó rất khó. VN30 mà bây giờ để tăng mạnh trở lại thì có thể nó sẽ chỉ bò dần dần đi lên nhẹ nhàng thôi. Chứ chúng ta cũng không có kỳ vọng là phát nó lên mây được ha. Lúc này nó đang ở dưới mây thì nó sẽ bò dần dần, bò từ từ lên thôi. Rồi thì quay lại đối với index cũng tương tự. Index thì rõ ràng nó thoáng hơn là VN30. Cơ bản là nó cũng đang còn một cái hỗ trợ, một khúc hỗ trợ. Đấy. Cho nên vẫn rất là kỳ vọng index. Đặc biệt là lúc này nó cũng đang giữ được một cái kênh và hỗ trợ giao găm ở đây. Cho nên hy vọng là ngày mai index sẽ giữ được, không mất cái mốc 1468 này. Nhưng mà cũng đúng là phiên ngày mai là cái phiên mà nhạy cảm nhất. Nếu mà mất 1468 thì nó sẽ khó trụ được. Nếu mà hai phiên nữa chỉ cần cầm cự được trên 1468 hai phiên nữa thôi thì chúng ta sẽ yên tâm hơn là nó sẽ không gãy. Đấy. Nhưng mà trong hai phiên tới mà nó để gãy rất là nguy hiểm, gãy là sẽ rơi sâu và cái hỗ trợ gần nhất thì có lẽ là vùng 1400 cho đến 1410. Đó, và cái vùng hỗ trợ đó thì chỉ là một cái vùng hỗ trợ để chúng ta bắt đáy và kỳ vọng một cái nhịp hồi ngắn hạn thôi. Chứ còn khi mà gãy qua 1468 thì thị trường nó sẽ xác nhận là nó
rơi vào cái mô hình vai đầu vai và nó rơi ha, sẽ rơi, cho nên lúc đó nó sẽ rất nguy hiểm, thì em lưu ý cái điều đó. Đấy, thì cái kịch bản lúc này thì chúng ta nên như thế này, nên hành động như thế này, à, cũng giống VN30 này, nếu mà mai mà mở cửa rơi sâu hàng loạt á, thì anh em đừng có bán cái lúc phiên sáng, mà chúng ta sẽ chờ tầm phiên trưa, tầm gần giờ trưa nó có một cái sự hồi phục nhất định, thì theo dõi cái chỗ hồi phục, nếu mà nó vượt trở lên, rút chân lên và vượt trở lại trên 1468 thì chúng ta sẽ giữ trực tiếp. Nếu mà nó lên lại 1468 và nó quay lại nó gãy tiếp lần nữa thì bán dứt điểm ngay, bán dứt điểm ngay ha. Đó là cái trường hợp mà ngày mai nó hở gáp giảm sâu. Cái kịch bản thứ hai là ngày mai mà nó giữ được trên cái mốc này và nó tăng lại thì cái kịch bản quá tuyệt vời đó, chúng ta không nói đến nữa. Đó. Còn cái kịch bản thứ ba là nó loanh quanh cái này xong rồi sau đó nó bắt đầu nó giảm, giảm. Thì dĩ nhiên là cứ phải ưu tiên hạ tỷ trọng trước. Đó, cái lúc này là tích lũy đang chặt mọi người nhé. Anh em lưu ý là tích lũy rất chặt. Cho nên cái việc giảm thì nó không phải là giảm một ít và nó dừng đâu. Có khi là giảm rất là sâu á, có khi là đạt một phát cả mấy chục điểm, 50 điểm, 80 điểm, nó rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà mai cái kịch bản thứ ba là mở cửa quanh tham chiếu mà giảm dần, mất cái mốc 1468 thì lúc đó cổ phiếu nào mà vi phạm điểm cắt lót hay là vi phạm điểm chặn lại thì nên chốt lại, cổ phiếu nào vi phạm điểm stop loss thì nên cắt lỗ đó, và chúng ta sẽ chờ đến khi thị trường ổn định trở lại hoặc là chờ cái hỗ trợ gần nhất ở vùng 1410 cho đến 1000, đây nè cái đáy cũ này, vùng 1410 cho đến 1415 đó, là hai cái đáy cũ này chúng ta sẽ canh bắt đáy sau nhé. Thì anh chị em lưu ý cái đáy cũ của chúng ta hỗ trợ 1410 đấy, thì chúng ta sẽ canh bắt một cái nhịp ngắn hạn thôi, và bắt ngắn hạn đó là để hồi ta bán nhá. Nếu mà ai chưa biết mô hình vai đầu vai thì Tùng sẽ chiếu lại cho mọi người coi cái cách mô hình vai đầu vai nó sẽ như thế nào. Đây, coi lại mô hình vai đầu vai chút. Đây là vai đầu vai. Hiện tại là VNI chúng ta đang có vai trái, đang có cái đầu, đang có cái vai phải. Và cái vai phải thì nó chưa vi phạm cái đường neckline này, đang nằm ở phía trên này ha. Thì chỉ cần mai mà nó giảm phá vỡ cái đường neckline này thôi, thì cái vùng điểm bán là cái điểm bán số 1 này. Ngày mai mà nó lăn quanh tham chiếu xong nó bắt đầu gãy thì điểm bán là phải điểm bán số 1 này, phải bán. Cái điểm bán thứ hai là chúng ta sẽ canh bắt một phần đáy, bán ở trên đây mua lại ở dưới đây đó, và chúng ta sẽ canh hỗ trợ để mua lại, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ canh một cái nhịp hồi lên, lên lại cái đường neckline này để chúng ta bán đó. Có nghĩa là nó sẽ có hai cái điểm bán đây nhé. Ai mà chưa kịp bán ở điểm số 1 này thì cái nhịp mà hồi lên nhịp số 2 là bắt buộc phải bán hết đấy, bắt buộc phải, thì nó có hai điểm bán này, anh chị em lưu ý nha. Cái này là cái kịch bản số 3 mình đang nói á, có nghĩa là mở cửa loanh quanh tham chiếu và bắt đầu nó giảm qua 1468 nè, thì chúng ta sẽ bắt đầu bán đấy, và một phần bán để có sức mua, bắt đáy một nhịp nhẹ đây và lên lại thì chúng ta sẽ bán tiếp cả phần vừa bắt đáy, cả phần đang còn hàng nha. Đấy, thì thường vai đầu vai thì nó sẽ đi như vậy. Đây, cái cắt của chúng ta này, vai này, đầu vai này, thì chúng ta đang ở cái cây nến này, cây nến ngày hôm nay là cây này, thì nếu mà ngày mai nó xuất hiện như vậy thì chúng ta phải bán ngay khi mà nó vừa cái đầu, nó vừa mới cái đầu tiên đó, xong sau đó nó về dưới đây chúng ta sẽ bắt đáy và chờ lên một nhịp này bán tiếp, bán tiếp nha. Và lúc này chúng ta phải bán hết ngay tại đây rồi, phải bán hết phần này, thì nếu bán hết thì càng tốt, còn bán như thế nào tùy anh chị em. Mà xuống đây sẽ có một nhịp bắt đáy và lên đây là bán hết, bắt buộc bán hết nha. Cái mô hình này nó như này, nó rất là nguy hiểm, anh em lưu ý nha. Nếu mà chúng ta không xử lý thì nó sẽ nguy hiểm. Mà đây là có cái trường hợp tích cực nhất là nó còn có một nhịp hồi. Còn có những trường hợp mà nó rơi là nó rơi thẳng luôn á. Nó rơi là nó rơi thẳng luôn chứ không phải là hồi, rơi là nó rơi thẳng luôn. Cho nên bắt buộc là cái nhịp ngày mai mà gãy là cứ phải bán một phần đi đã nha.
chứ còn không không được là ôm toàn bộ. Đó. Cái kịch bản này mình nói rất là rõ cho anh em rồi đó. Lưu ý. Ví dụ như những cái lúc này nè. Đấy. Hai đầu vai nè, nó gãy cái là nó rơi thẳng luôn chứ nó không có hồi luôn. Thậm chí là rất sau này nó rất là lâu sau này nó mới có một cái nhịp hồi. Hoặc là sau này mãi sau này nó mới hồi lên. Thì nó cũng hồi lên quanh cái vùng kháng cự này thôi. À, nói chung là những cái vùng quanh đây là phải bán. Thì mọi người lưu ý nha. À, nhưng mà nếu mà nó hồi sớm thì chúng ta còn còn ok. Chứ còn trường hợp mà nó giảm rất là lâu sau 2-3 tuần nó mới hồi lên thế này thì rất là dễ cái việc chúng ta bán ngay đáy, đúng không? À, chúng ta chịu không nổi là chúng ta bán ngay đáy thì lúc đó nó lại hồi. Cho nên cái việc mình nhấn mạnh là anh em phải xử lý ngay cái điểm bán số 1. Ngay cái điểm bán số 1 phải bán trước nha. Bán trước. Sau này nó hồi gì đó thì chúng ta sẽ bắt đáy và bán sau. Sau. Thì mô hình thì nó có nhiều cái mô hình biến thiên. Nhưng mà đại loại là nó như vậy nhá. Cho nên đại loại là nó như thế, cho nên điểm số 1 này là điểm bán quan trọng. Thì em lưu ý này. Rồi. À, đó là cái kịch bản của vai đầu vai. À, thì dù sao vẫn kỳ vọng là tối nay Dow Jones hồi phục xanh thì ngày mai chúng ta sẽ không bị rơi vào cái vai đầu vai này. Đó, cho nên tối nay thì khấn thôi mọi người. Tối nay chúng ta cùng khấn. Mà cái kịch bản thì rất rõ ràng. Anh chị em lưu ý nha. Nó đi theo con mũi tên màu đỏ này, nó sẽ rơi rất sâu về dưới này. Rơi rất sâu đó. Thì giai đoạn vừa rồi mình cảnh báo anh em liên tục là không sử dụng margin, đúng không? Đưa tài khoản về trạng thái an toàn ngay từ thời điểm mà nó đang ở cái vùng 1.500 thì đã cảnh báo rồi chứ không phải đến hôm nay mới nói đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cổ phiếu mà có khả năng trụ cho thị trường ha. Đầu tiên là Vinhome. Vinhome nay giảm giảm sâu, nhưng mà Vinhome thì nó lại giảm về đến gần hỗ trợ trung hạn, gần đến hỗ trợ trung hạn. Cho nên cái vùng mà giảm sâu ở đây thì cũng kỳ vọng là Vinhome sẽ sớm tạo đáy đi lên. Đấy, lúc này thì chỉ cần mai nó giảm một phát nữa về cái vùng 70, 71, 72 gì đó thì khả năng cao sẽ có một cái lực bắt đáy đối với Vinhome. Thì anh chị em lưu ý là chúng ta có thể canh bắt đáy ở vùng đó được. Vùng sát 70 cho đến 72 ha. À, giá càng thấp càng tốt, mọi người có thể vào bắt thăm dò được. Nếu mà ngày mai nó mở cửa tạo gáp trong sáng mai. Nhưng mà dĩ nhiên là bắt trong những trường hợp này thì nó tương đối là nguy hiểm, thì khuyến nghị anh chị em bắt với một cái tỷ trọng an toàn 30% thôi. Hạn chế là mua quá nhiều mọi người nhé, khá là nguy hiểm đấy. Rồi, thì kỳ vọng là Vinhome ngày mai sẽ sớm tạo đáy để đỡ cho thị trường đi lên. À, tiếp theo là VIX. VIX cũng vậy, cũng đang cố gắng tạo vùng đáy này. Thì nguy cơ ngày mai VIX nó có thể rơi thêm. Thì cái hỗ trợ mà tương đối chắc của VIX là vùng từ 70 đến 72 luôn, cũng Vinhome luôn. Đấy, hai con này là hai anh em mà. Cho nên đối với VIX mà ngày mai mà giảm sâu xuống đó thì anh em có thể canh bắt nhé. Bắt. À, hoặc là trong trường hợp mà mai nó về 72 thì theo mình VIX và Vinhome mà về 71, 72 thì chắc là thị trường chúng ta nó cũng sẽ theo vai đầu vai ấy. Có thể là nó sẽ về đến cái vùng 1.400, 1.410 ấy. Nó rất là nguy hiểm. Rồi, tiếp theo là cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank hôm nay cũng giảm sâu nhưng mà nó cũng về ngay cái hỗ trợ 81 rồi. Đấy, nó cũng về ngay hỗ trợ 81 rồi. Ngày mai chỉ cần giảm sâu thêm cái lún qua hỗ trợ thì có thể nó sẽ sớm rút chân để đóng cửa trên hỗ trợ. Cái hỗ trợ khung dài hạn của nó là 81. Đấy. Hỗ trợ một mốc nữa là ở cái vùng 79. Nên khả năng nếu mà mai Vietcom về đến vùng đó thì anh chị em có thể là canh vào bắt đáy được. Nhưng mà hạn chế là bắt quá nhiều. Thị trường này thì nó vẫn có nguy hiểm. Đó, Vietcom ha. Cái điều quan trọng của chúng ta thấy Vietcom lúc này giảm cũng tương đối là sâu từ cái vùng đỉnh. Tương đối là sâu. Thì nếu mà đo về Fibonacci á, thì ở Vietcom nó sẽ có một cái hỗ trợ ngay ngay tại cái điểm ngày hôm nay là cái vùng 81.5. Nó xét về cái tỷ lệ sóng ha. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Vietcom nó tạo đáy ở đây đi lên, kết hợp với lại cái hỗ trợ về cái mặt trung hạn thì hy vọng của Vietcom ngày mai hồi phục tốt. Rồi.
về ngay đúng Fibonacci luôn anh em, cho nên rất là kỳ vọng nó sẽ trụ được ha. Tiếp theo là các cổ phiếu khác của ngân hàng như là CTG. CTG thì cũng đang về ngay hỗ trợ trung hạn vùng 31.5 ở đây, mặc dù nó chưa chạm nhưng mà nó cũng đang có một cái hỗ trợ tương đối ổn đấy. Thì đối với CTG thì cũng kỳ vọng là sẽ sớm tạo đáy đi lên ha. BID đang về ngay hỗ trợ luôn. Đây, những cái giai đoạn trên này thì mình nói anh em đừng mua, chờ đến khi nó về đến đây. Chờ đến khi nó về đến đây thì bây giờ nó đã về đến đây rồi. Cho nên cái việc chúng ta là sẽ không không sợ. Đó, BID khả năng là cùng lắm là nó sẽ về đến vùng giá 40. Thì nếu mà BID về đến 40 là một cái giá rất là tốt để mua nhé. Rất là tốt để mua. Nên anh em lưu ý cái vùng từ 39.5 cho đến 40 là vùng rất tốt để mua đối với BID nhé. Thì mình đánh giá là giai đoạn tới cái cổ phiếu BID này sẽ chỗ dẫn sóng ngân hàng. Đó, dẫn dắt của dòng ngân hàng. Còn cái việc mà dòng ngân hàng thì không phải là cổ nào nó cũng sẽ lên nhé. Xét về Fibonacci này, BID nó đang về đến hỗ trợ và nó được quyền về đến cái hỗ trợ sâu hơn bên dưới là vùng giá 40. Cho nên về đến đó là anh em có thể bắt được nhé. Đó, BID nó đang đi theo một cái sóng rất là đẹp. Và nếu mà phải mua dòng ngân hàng thì anh em lưu ý là nên quan tâm để mua BID ha. À, cái cổ phiếu tiếp theo là STB. Chúng ta mới có một bài báo về STB lúc nãy. Thì STB nó đang về đến cái vùng giá 30.3 này cũng là một cái hỗ trợ tốt. Đấy, bao gồm rất nhiều đỉnh cũ của nó. Thì mua những cái vùng hỗ trợ này là đẹp hơn, an toàn hơn những cái vùng trên này đúng không? Cho nên giai đoạn này thì nếu mà anh em chấp nhận rủi ro thì vào mua trước một phần STB được 30%. Dĩ nhiên là cái việc mà mua để full tỷ trọng thì chúng ta phải chờ thị trường ổn định trở lại. Còn bắt đáy thì anh chị em chỉ nên bắt 30% nhé, thăm dò là chính thôi. Rồi, STB thì kỳ vọng là nó sẽ về đến 30.3 và bật tăng trở lại. Là một phần để đỡ cho thị trường. VPBank là cổ phiếu mạnh luôn. Nhưng mà cũng giống dòng ngân hàng thì đang bị bán rất là nhiều trong những phiên này. Thì VPBank nó đang quay về đúng cái hỗ trợ 37. Kỳ vọng là ngày mai nó trụ được cái này và tiếp tục bật trở lại. Trong trường hợp xấu nhất VPBank về cái vùng 36 thì là cái vùng mà chúng ta có thể canh mua. Giai đoạn trước thì báo anh em mua ở quanh 36 ha. Thì giai đoạn này nếu mà VPBank về 36 lần nữa chúng ta vẫn xem xét mua được. Đó là một cơ hội mua tốt nha. Dĩ nhiên là mua những giai đoạn này thì trong trường hợp mà thị trường nó đi theo vai đầu vai ấy, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cơ hội là thị trường có một cái nhịp bật lên để anh em bán lời nhẹ nhé. Những cái cổ phiếu mua ở hỗ trợ này nè, thì chúng ta sẽ không sợ lỗ đâu. Vì thị trường nếu mà đúng cái kịch bản vai đầu vai thì mình đánh giá là nó sẽ có một cái nhịp hồi. Sẽ có một nhịp hồi trước khi nó rơi tiếp. Đó, giống như Dow Jones đó, nó cũng có một cái nhịp hồi trước khi rơi tiếp. Cho nên lúc này chúng ta có cơ hội là mua những cái vùng hỗ trợ này, cùng lắm là nó nhúng sâu hơn một chút nhưng mà sau đó nó sẽ có nhịp hồi để chúng ta bán nha. Rồi, những cổ phiếu khác như là Tetcom thì yếu, Tetcom khá là yếu, liên tục là phá vỡ các cái hỗ trợ, cổ phiếu này không chơi được. SHB cũng yếu luôn, chưa mua được luôn, cổ phiếu này bỏ qua ha, khá là yếu. Kỳ vọng tạo đáy nhưng mà không tạo đáy thành công. LPB thì hôm nay được cái là giữ được tham chiếu. Trên cổ phiếu này thì cũng có thể quan tâm nhưng mà riêng LPB thì mình đánh giá là phải chờ nó vượt qua được 23, 23.2 thì chúng ta sẽ vào được. Giai đoạn dưới này thì khá là nhiều cản phía trên, chúng ta không nên vội mua nhá. Đó. MSB thì cũng đang ở hỗ trợ này. Thì kỳ vọng là mai giữ được hỗ trợ. Ai mà có hàng thì lưu ý ngày mai mà nó mất cái mốc là đáy cũ ở đây 24.6 thì anh em phải cắt lỗ ngay nhé. Còn nó mà giữ được cái đáy thì chúng ta vẫn giữ tiếp được. Tiên Phong Bank về ngay hỗ trợ này thì hy vọng là giữ được ha. Trong trường hợp Tiên Phong mà nó mất cái mốc 38 thì cũng phải bán luôn nha. Bán luôn. HD Bank này. Đang về ngay đáy nè, phá hỗ trợ hết rồi, về ngay đáy thì cũng kỳ vọng mai nó hồi.
những cổ phiếu này, những cổ phiếu mà ngân hàng mình nói là yếu á, thì những cái nhịp sắp tới nếu mà có hồi được thì anh em nào đang kẹp hàng ưu tiên là thoát hàng, hạn chế là mua những cổ phiếu yếu như này nhé. Mua từ đây thì nó cũng chỉ lên được một đoạn trên đây thôi, vài phần trăm không đáng kể, mà rủi ro của nó khá nhiều nên chúng ta cũng không cần vội để mua. Rồi OCB cũng vậy luôn, yếu luôn ha, không có gì để đáng để chơi. VB cũng vậy. VB thì được cái là nó đang về ngay cái nền đáy của nó đây thôi, nói chung là vẫn đang chưa phá vỡ nền. Thì ai mà đang kẹp hàng thì lưu ý, nếu mà chưa bán thì khi mà nó phá cái nền đáy là mốc 14 á, thì chúng ta phải chấp nhận là bán hết nha. Đấy, thì đa số các cổ phiếu ngân hàng thì lúc này chưa có cổ phiếu nào đẹp, chỉ có những cái cổ phiếu mà mình đánh giá là mạnh nhất giống như BID thôi. Thì anh chị em nếu mà muốn chơi dòng ngân hàng thì nên quan tâm BID giờ này, và ngoài ra thì có VPBank và STB ha, hai cổ phiếu mà tiếp nối theo sau để có thể quan tâm. Rồi quay qua dòng chứng khoán thì ngày hôm nay SI màu xanh tốt, nhưng mà dòng chứng khoán thì lúc này SI cũng không còn điểm mua ha, chủ yếu là chúng ta chờ nó tích lũy thêm thôi, còn mua lúc này thì nó cũng khá là rủi ro. VND cũng vậy, VND thì giai đoạn này thì cũng hạn chế mua, nó phải tích lũy được thêm một tuần nữa trên cái vùng này thì mới mua ổn. Giai đoạn này nó vẫn có nguy cơ rơi rất là nhanh nhé, thị trường mà gãy là hỗ trợ nó không giữ được đâu anh em, hạn chế mua ha. SHS cũng vậy nè, SHS thì ai mà đang giữ thì phải bán ngay nếu mà nó gãy qua mốc 42.7 nhé, mai ha. Đó. Còn tạm thời là không nên mua, hỗ trợ này nó rất là yếu. VCI cũng thế thôi, mốc quan trọng là 60.60.5, gãy qua là phải bán. Đấy. Rồi HCM nay cũng tăng tốt, cuối cùng bị ảnh hưởng của thị trường thì cái mốc đáy của nó là 37. Anh em nào mà nắm giữ HCM gãy qua 37 phải bán ngay nhé, nó tránh trường hợp nó rơi sâu. SBS tương tự, mốc 14.5 gãy qua là bán ngay, nó đang quay về hỗ trợ thôi, hy vọng là sẽ giữ được hỗ trợ. Rồi dòng thép đại diện Hòa Phát thì ngày hôm qua cảnh báo anh em là tuyệt đối không được mua đuổi, nó điều chỉnh. Thì đối với Hòa Phát lúc này thì cái mốc là 49.3, gãy qua cái mốc này chúng ta nên bán nhé, em lưu ý, hoặc là cùng lắm là 48.8 là buộc phải bán hết đối với Hòa Phát, chốt lợi nhuận nha, chứ anh em đừng có kỳ vọng quá nhiều. Hoa sen cũng giống Hòa Phát thôi, đang lăm le gãy hỗ trợ này, rất là nguy hiểm. Nên Hoa Sen thì nếu mà gãy qua 40.4 là bán luôn. Đấy. Nam Kim thì nó vẫn đang neo trên đây, nhưng mà cổ phiếu này neo thì neo thôi, khả năng là nó gãy rất là cao. Nên đối với Nam Kim thì anh em nên chốt lời đi. Mình hôm trước mình có nói anh em là nắm giữ tối đa hai phiên đầu tuần đúng không? Thì hôm nay là nó đã qua hai phiên đầu tuần rồi, và lúc này nó đang xuất hiện khách sạn rồi. Xuất hiện khách sạn này thì anh em phải canh bán trước khi nó hút về bên dưới nhá. Rồi tốt nhất là nên bán và chờ mua lại ở đâu đó quanh vùng giá 43 44 thôi. TLH cũng vậy, khi mà các cổ phiếu kia đang nhăm nhe chỉnh rất sâu thì những con như này thì đừng có vội mua. Nếu mà muốn mua quá thì đang hỗ trợ vùng giá 20 này thì có thể vào mua được trước một phần, tốt nhất là mua trước 1/3 thôi, hạn chế mua nhiều nhé, nó còn cái nguy cơ phá hỗ trợ để nó rơi về đến tận vùng giá 19. SMC cũng tương tự thôi, SMC thì đang con này thì khá yếu giai đoạn này. Giai đoạn trước thì mình cho anh em bắt đáy đây thì tăng rất mạnh, giai đoạn này SMC khá yếu. Cái hỗ trợ 40.5 nếu mà mất cái mốc này thì nó sẽ rơi về đến tận vùng giá 38 39 ấy, cho nên anh em lưu ý là mất 40.5 thì cũng nên bán, canh mua lại ở dưới. Rồi đó là SMC dòng thép. Chúng ta sẽ qua một chút về cái dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì nói về giá dầu, giá dầu thì vẫn đang giữ neo ở cái vùng 122 đô,
Nhưng mà theo như mình nói anh em hôm trước đúng không? Xét về cái Fibonacci thì cái vùng 125, 126 này là kháng cự của nó rồi, kháng cự ngắn hạn rồi. Cho nên lúc này thì giá dầu nó sẽ có nguy cơ điều chỉnh rất là cao. Trước mắt là hỗ trợ của nó là vùng 1.110 đô, 110 đô. Hỗ trợ sâu hơn là vùng 100 đô, sâu hơn nữa là vùng 95 đô, 96 đô. Cho nên lúc này chúng ta sẽ chưa biết là nó chỉnh về đâu. Và Tùng mới đọc cho anh em một cái tin về châu Âu đúng không? Đức bây giờ người ta đã kêu là không được cấm vận dầu của Nga rồi, vì người ta thừa nhận luôn là người ta phụ thuộc vào giá dầu. Đấy, thì nếu mà vậy thì bây giờ mình làm sao đua được đối với các cổ phiếu dầu khí được anh em? Thế nhá, thế đua có nguy cơ chỉnh bất cứ lúc nào. Rồi thì quay lại đối với PVD. PVD này, PVD lúc này đang ở cái vùng kháng cự là 37, thì ai có hàng có thể giữ tiếp. Nhưng mà nếu mà nó mất cái mốc 37 á, thì nên bán chốt lời nhé. Còn ở trên này hạn chế mua này. PVS, PVS cũng tương tự này. Lúc này là mất cân đối khá là lớn. Cổ phiếu này thì ai cũng ai giữ thì còn giữ được. Nhưng mà lưu ý là mất cái mốc là 37 là bắt buộc phải chốt lời hết. Còn điểm mua thì khá là xa. Chúng ta cứ khi nào nó chỉnh xong thì chúng ta sẽ quan tâm lại điểm mua sau. Bây giờ Tùng có nói thì nhiều anh em cũng sẽ không nhớ đâu. Khi nào mua được thì Tùng sẽ hô nhé. BR này, BR hỗ trợ là vùng 27.8 này, mất cái mốc này là nên bán chốt lời nhé. Đó, những cái giai đoạn trước nó cũng lình xình, xong rồi sau khi gãy là nó sẽ rơi vài cây là nó rơi rất sâu á. Cho nên những cổ phiếu như này nó đã không rơi thì thôi, nó là rơi là rất nhanh thì chúng ta phải bán ngay cái cây rơi đầu tiên là cây này nha. Thì ngày mai nếu mà cây rơi đầu tiên là anh em phải bán ngay khi mà mất cái mốc 27.8. Rồi, oi. Oi thì cách tốt nhất của oi nếu mà nó mất cái vùng giá 20.5 á, thì chúng ta nên chốt lời một phần. Còn nó mất cái vùng giá 19.8 thì chúng ta phải bán hết nha. Đó, bán hết để chốt lợi nhuận thôi mọi người. Thực ra oi lúc này thì nó mới tăng một cây thì nó đang giữ, khả năng cổ phiếu này còn tăng tiếp được. Nhưng mà nếu mà nó mất cái mốc 12 20.5 thì mọi người nên lưu ý là phải xử lý. Rồi. Ga. Ga thì cũng yếu, thì ga lúc này mà mất cái mốc 120, mất một mốc 119 này, hỗ trợ này, thì anh em phải bán ngay nhé. Ga bán ngay. PLX, PLX thì đã xấu rồi, khuyến nghị là anh em nên bán. Ai mà có một phiên hồi nhẹ thì nên bán PLX luôn. Rồi, dòng dầu khí xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái dòng phân đạm. Đạm Phú Mỹ đang có dấu hiệu điều chỉnh này, gấp gáp. Nhưng mà cái việc bán thì bán đẹp nhất là sáng nay. Đến thời điểm bây giờ thì nếu mà mai mà nó mở cửa giảm luôn về cái vùng 58 á, gần 58, 59 thì anh em hạn chế bán. Đấy. Mà nếu mà mai nó bật tăng trở lại thì chúng ta có thể canh chốt lời nhá. Cái dòng phân đạm thì bắt đầu đến thời điểm chốt lời. Còn cái việc mua thì mua Đạm Phú Mỹ ít nhất nó phải về 56. Về 56 mới xem xét mua được. Đạm Cà Mau cũng vậy. Đạm Cà Mau mà ngày mai mà nó mất cái mốc là 42 thì anh em cũng nên chốt lời. Và sẽ mua lại ở quanh cái vùng 37, từ 35 đến 37. Hạn chế mua quá cao ở phía trên này nhé. Lát lát hôm nay mình cho anh em chốt 1 phần 2 khi mà nó ở vùng giá trên cao này. Thì nếu mà ngày mai nó tăng tiếp thì sẽ khuyến nghị là anh em nên chốt hết luôn. Đó. Còn cái việc mà mai mà nó giảm thì chúng ta sẽ chưa có vội mua lại đối với lát nha. Đó, hôm nay mình đã cho chốt rồi, 15% rồi. Cho nên cái việc mà mua lại thì chúng ta sẽ chờ nó giảm thật là sâu. Ít nhất là nó quay lại cái vùng giá 20.5 cho đến 21.5. Đó, về những cái vùng đó thì mua mới an tâm được. Kế là nó mới giảm một chút xíu thì vào mua ha. DDV cũng vậy, DDV thì hôm nay vẫn tăng tốt nhưng mà điểm mua là không có rồi nhé. Ở những cái vùng quanh cái đỉnh cũ này thì là cái thời điểm cho chốt lời thôi. DV từ lúc mà mình báo anh em mua từ cái giá 16.5 đến bây giờ
lợi nhuận của nó là đã 100% rồi anh em, từ 16 mà lên đến 33 100%, nên bây giờ không có điểm mua luôn nhá, bỏ qua chỉnh mới mua được. DGC đấy, người nhà lãnh đạo thì mới đăng ký bán đúng không? DGC hôm nay giảm thì cổ phiếu này chỉ mua được khi nào nó quay lại 160, 150, 160 nhá. Cái vùng trên này không có mua được. Đó, vùng trên này chỉ là cái vùng mà nên chốt lời thôi. Rồi CSV cũng tương tự, những cái vùng như này thì cần có sự điều chỉnh mới tham gia nhé. Và cổ phiếu chạy sau này chúng ta phải chờ tín hiệu của mấy ông leader thì mới tham gia. Rồi quay qua dòng cảng biển một chút xíu. Cảng biển thì hôm nay cũng chỉnh chung thị trường này. Thì con HAH này nó sẽ có một cái hỗ trợ vùng giá 82. Thì anh em nào mà chấp nhận rủi ro thì vào trước ở 82, vào tối đa 30% thôi. Còn cái điểm mua an toàn thì chúng ta sẽ chờ về 76 ấy, hoặc là chờ nó trụ được 82 và nó tích lũy vài phiên ở 82 mới vào mua sau. Còn cái điểm mua an toàn nhất là phải 76 nhá. GMADES cũng vậy thôi, không nằm ngoài sự khác biệt đấy. Thì GMADES lúc này hỗ trợ đang là 52.4 thì chúng ta phải chờ nó về ít nhất là 49, cái vùng cân bằng mà mình vẽ đây. Trước đó nó cũng đã về một lần, thì bây giờ vùng 49 là vùng mua nhé, mua an toàn. Nếu mà mai nó mất 52.4 thì rơi về 49. Rồi những cổ phiếu khác của dòng vận tải thì cũng vậy ha. VOS thì phải chờ ít nhất là vùng giá 10, giá 20, sâu hơn có thể là về đến 18 lại. Rồi SGP thì cũng tương tự thôi, vùng giá mà hỗ trợ tốt là 35.5. PHP cũng vậy. Đối với PHP thì cổ phiếu này cũng không vội nhé, có thể nó còn quay về đến tận vùng giá 26.5 cho đến 27, không nên vội. Những cái cổ phiếu này là cổ phiếu yếu của dòng, nó chạy theo sau thôi, khi nó chỉnh thì nó sẽ chỉnh rất là mạnh. Rồi những cái cổ phiếu mình cũng nói tương đối ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về dòng bất động sản công nghiệp SHC. SC thì từ phiên hôm qua gãy, khuyến nghị anh em bán từ hôm qua ngay từ giá này. Đấy. Còn bây giờ nó là giảm sâu rồi, thì nếu mà mai nó về ngay hỗ trợ là 70 á, thì mọi người theo dõi kỹ mốc 70, hạn chế là bán trong phiên ngày mai nếu mà về đến ngày 70. Đấy. Thì chúng ta hạn chế bán nha. Mà phải chờ nó về đến đây rồi xem nó có một cái nhịp hồi lên á, thì chúng ta sẽ canh hồi lên để bán giá tốt. Trong trường hợp mà mua mới thì chỉ chờ khi nào con này nó về đến cái vùng 65 á, thì nó mới là hỗ trợ tốt để chúng ta mua mãi phía dưới này nhá. Cái vùng trên này thì hạn chế mua, mà chỉ chờ nhịp hồi, ai đang kẹp hàng thì chờ chạm hỗ trợ bật lên để bán thôi. KVC cũng tương tự này. KVC thì có hỗ trợ 51.3, nhưng mà hỗ trợ này khá yếu, và con này mình là cảnh báo nem rồi đúng không? Nó đi theo mô hình này, đi theo mô hình tam giác này, khi mà nó gãy trong phiên ngày hôm qua là anh em phải bán này. Đấy, phải bán ngay sáng hôm nay, không bán là nó giảm sâu. Thì bây giờ nó kỳ vọng là nó hỗ trợ 51.3, nó sẽ có một nhịp bật lên cho anh em bán. Còn cái việc mà bắt đáy KVC lúc này thì không có điểm bắt đáy nhá, hạn chế nhá, ít nhất nó phải về quanh cái vùng đáy cũ này, đâu đó cái vùng 47 48 thì chúng ta bắt được. Lúc này là hạn chế bắt đáy KVC vội. BCM thì còn nguy cơ giảm rất sâu, hỗ trợ chưa thấy đâu, chợ chắc chắn thì còn rất xa vùng 66, cho nên cũng không vội nhá. ITA thì đang test lại cái hỗ trợ 16 thôi, nhưng mà nếu mà mất 16, gãy 16 thì anh em cũng phải bán nhá. Còn việc mua ITA thì nên theo dõi thêm, là chưa có vội mua đấy. Hoặc là những cổ phiếu như GVR này. GVR thì đang giữ tốt, ảnh hưởng của dòng cao su nè, mà GVR mà mất cái mốc 36 thì anh em nên bán nhé, chốt lời. IDC nè, IDC mà gãy qua 73.5 thì cũng nên bán, chờ chờ đến khi giảm sâu thì mua lại. TDC cũng thế, là những cái vùng này thì chưa mua được. Giai đoạn vừa rồi thì kỳ vọng nó len theo mây này, mây mỏng này để ý lên,
Nhưng mà bây giờ đã qua cái thời gian đó rồi, thì sắp tới nó có một đám mây dày trên đây, chúng ta không có vội mua nhé, cứ chờ cho nó đi ngang tích lũy càng lâu càng tốt ra sau. IGC cũng vậy, kỳ vọng lên vượt mây luôn nhưng mà hôm nay quay đầu giảm thôi, bỏ qua cơ hội này, chưa tham gia vội ha. Đó. Rồi dòng quay lại cái dòng bất động sản thương mại, Nam Long nay gãy hỗ trợ 54.3 rồi thì nguy cơ nó quay về 51.8 là khá cao đấy, cho nên Nam Long là tạm thời chúng ta sẽ theo dõi cái mốc 51.5 đến 51.8. Nếu mà thị trường cầm máu đó được thì mới bắt đáy Nam Long được, còn thị trường mà không cầm máu được thì chúng ta chưa vội nhé. Cái mốc hỗ trợ gần nhất là 51.5 đến 51.8. Nam Tử Liêm, Nam Tử Liêm thì hôm nay là đang thấy là tốt, giảm không có sâu nhưng mà cổ phiếu này vùng này không mua được, tốt nhất là anh em cứ chờ nó vượt qua 38.2. Vùng này là vùng đang kẹp giữa hỗ trợ kháng cự anh chơi nhé. Đó, những cái mã như là đất xanh này, đất xanh thì giảm sâu rồi, hai phiên rồi là xấu rồi. Nếu mà đất xanh ai còn kẹp hàng thì mai mà nó mất 39.8 thì phải bán ngay lập tức, vừa thấy nó mất là bán, kỳ vọng là nó sẽ rơi về đến 37 thì ít nhất về đến 37 mới được mua nhé, đừng có vội vàng mua ở vùng trên này khá là xấu. DXS, DXS thì cũng giảm sâu, thì cổ phiếu này thì cũng phải chờ, nếu mà muốn mua phải chờ ít nhất là vùng 35 cho đến 36 thì mới mua được. Đó, nó đang về ngay hỗ trợ 35 36 cho nên cổ phiếu này thì chờ thêm phiên mai về đến 35 thì anh em có thể là mạo hiểm, về đến 35 có thể mua được, còn nếu mà về đến 36 thì mua trước 30% thôi, mua quá nhiều nhé. Sau khi vượt đỉnh thì bao giờ cũng quay lại test đỉnh, thì kỳ vọng cái mốc 36 này sẽ là hỗ trợ tốt. Rồi KHG, KHG thì cổ phiếu này cũng sắp chạm mây, tạm thời đừng có mua, đang có mây khá dài. Rồi ADH, ADH cũng xấu này, hỗ trợ gần nhất là vùng giá 50 cho nên cứ chờ 50 nhé, về 50 thì mới tham gia được và phải chờ tín hiệu thị trường nữa. Thị trường ổn thì mua quanh 50 được đấy. Rồi NDN này, vùng này gặp cản không vượt được cho nên cổ phiếu này tuyệt đối là không được mua lúc này nhé, nó có thể nó sẽ về đến tận 17 á, nên chúng ta nên chờ đâu đó 17 18 mới được mua. TDH chẳng hạn đó, cải hết hỗ trợ rồi không mua được nha. Rồi TCH, TCH thì hôm nay khá tốt, buổi sáng tăng tốt, buổi chiều bị thị trường làm cho nó xấu theo. Mà TCH thì vùng này chúng ta cũng đừng có vội mua mới, nhưng mà ai còn hàng thì có thể xem xét giữ được. Cổ phiếu này thì chỉ xấu khi nào mà nó mất cái mốc là 21.3 thôi. 21, 21.3 hoặc 21 này, đáy cũ này 21.1 đó, chứ còn vùng trên này chúng ta vẫn còn giữ được, nhưng mà tạm thời là ta chưa vội mua đối với thị trường này ha. TCH thì khi nào mà nó vượt được cái mốc 23.5 trên đây thì nó mới thực sự là chạy được, giai đoạn này vẫn đang tích lũy và đặc biệt là nó cần phải tích lũy rất lâu, tại vì để cho cái lượng người kẹp hàng trên đây nè họ phải bán ra hết thì nó mới chạy được, nên anh em cũng đừng có kỳ vọng là nó sẽ chạy được liền nhé, lâu á. Chúng ta chỉ kỳ vọng là đi ngang thêm một tuần nữa và nó lên được vùng 23.5 thôi. PCG, PCG thì cũng tương tự, đang vượt được 44 rất tốt. Trong ngày hôm qua thì hôm nay thị trường nó làm cho mọi nỗ lực của PCG nó quay trở lại đổ sông đổ bể đúng không? Nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn đang giữ được một cái nền ở đây, cho nên cái việc đối với CG thì anh em còn vẫn có thể giữ được, và nếu mà nó mất 43.5 thì anh em có thể hạ tỷ trọng đấy, giai đoạn này thì vẫn còn ưu tiên giữ được với CG ha, mất 43.5 thì đó. Còn trường hợp xấu nhất mà phá đáy này chấp nhận bán, dù sao cổ phiếu này thì cũng đang còn khá là tốt. Rồi
Thì đó là những cái kết quả của thị trường ngày hôm nay. Nói chung là đa số là ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày hôm nay điểm nhấn còn có một số cổ phiếu của du lịch OCH tăng trần. Nhưng mà những cổ phiếu như này chúng ta không mua được nữa ha. Hoặc là như DAH. DAH thì có một cái điểm tương đối đẹp. Sáng nay, hôm tối qua mình đã vẽ ra một cái đường trendline tính cho anh em bắt sáng nay. Nhưng mà sáng nay lại sáng ra lại lu bu công việc để quên mất cổ phiếu này. Đến khi quay lại nó tăng mất rồi. Đấy. Thì cũng hơi đáng tiếc. Nhưng mà cái vùng mà nó là tăng rồi thì chúng ta không mua được nữa nhé. Thì em bỏ qua. Hoặc là những cổ phiếu như HVN thì những phiên vừa rồi mình cũng có báo anh em là về đến 24.7 để mua này. 24.5 đến 24.7 thì hôm nay nó về đến 24.55. Ở vùng mua ok. Nhưng mà cổ phiếu này thì mua trong những phiên này thì nó lợi thế T cộng. Chứ còn khoảng 3 phiên nữa nếu mà nó không tăng lên được trên 25.5 á, mà nó cứ lình xình đây thì nguy cơ nó gãy chợ là rất cao. Cho nên bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ không có vội mua nha. Chừng nào mà nó vượt qua được 25.5 chúng ta nên mua thôi. Đấy. Một cái ví dụ cho mọi người coi Vietcom này. Mua là mua những cái phiên mà đầu tiên nó về đây. Chứ còn nó lình xình nó không tăng đến khi nó gãy là nó gãy rất là sâu. Thì con HVN nó cũng vậy nhá. Nó đang lình xình vài phiên này. Những cái phiên sắp tới mà nó không tăng được thì nó sẽ gãy á. Cho nên rất là nguy hiểm. Mua là mình báo anh em mua trước những phiên này. Ví dụ mua xong hàng về rồi chúng ta đã sẵn hàng rồi. Thì trường hợp xấu nhất gãy hỗ trợ là chúng ta bán ngay. Tức là những cái điểm mua đó nó vẫn là lỗ. Nhưng mà khi nó gãy thì chúng ta sẽ lỗ ít nhất có thể. Đấy. Chứ không phải là không có cổ phiếu nào lỗ ha. Mua lỗ nhưng mà chúng ta kịp bán T cộng 3 về xấu chúng ta vẫn kịp bán. À, như Vietcombank mua những cái phiên này đó dư ra T4 T5 luôn, thậm chí phiên hôm qua vẫn tốt nhưng mà đùng cái phiên hôm nay nó rơi, đùng cái phiên hôm nay rơi đến 4% đúng không so với ngày hôm qua. Thì nếu mà sáng nay mà chúng ta thấy vừa gãy thì chúng ta bán ngay sáng ok. À, chỉ lỗ đâu đó 1 đến 2% thôi, là như vậy chúng ta sẽ đỡ được thiệt hại rất nhiều. Hoặc là Vietjet này, Vietjet ngày hôm qua về hỗ trợ sáng nay mua cũng ok. Nhưng mà bây giờ qua điểm mua rồi thì chúng ta phải chờ nó tích lũy lại nhé. Nói chung là nhóm hàng không hiện giờ cũng không có cổ phiếu nào để mua hết. Rồi, thì tóm lại thị trường lúc này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là ngày mai dòng Vin tạo đáy, ngân hàng cố gắng tạo đáy đi lên. Ngày hôm nay thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đang cố gắng tạo một cái đáy hai đây. Chưa biết là có về sâu hơn hay không. Nhưng mà đang tạo một cái đáy hai ngắn hạn đây, kỳ vọng mai có một cái nến tăng xanh đi lên. Đấy. Thì trong trường hợp mai mà ngân hàng và Vin cùng tạo đáy đi lên thì sẽ kỳ vọng là thị trường cầm máu được. Quan trọng nhất là cái ông Dow Jones tối nay là phải săn trước đã. Dow Jones mà săn thì ngày mai chúng ta mới có cơ hội tạo đáy đi lên ha. Và quan trọng nhất là chúng ta không được để bị cái phá vỡ cái mô hình vai đầu vai. Nếu mà theo vai đầu vai thì sẽ rất là mệt mỏi ha. Rồi thì cũng cảm ơn anh chị em mà theo dõi đến giờ này. Thì Tùng cũng xin phép là off ngày nay đối với bản tin ở đây nhé. Anh chị em nào đang có những câu hỏi liên quan đến các cổ phiếu trực tiếp thì mọi người có thể là theo dõi những cái live đang phát sóng đồng thời với cái bản tin này trên kênh ITP Club Channel nhé. Mọi người lưu ý là ba cái kịch bản mà Tùng có vạch ra thì anh em bám thật sát để làm cho thật đúng nhé. Đó là những cái ưu thế mà mọi người biết được và chúng ta phải vạch sẵn kế hoạch, đừng có để rơi vào thế bị động và tránh trường hợp bán khi hoảng loạn nha. Bán khi hoảng loạn thì mất hàng rất là đau đớn. Rồi, cảm ơn anh chị em nhé, hẹn gặp lại vào các buổi livestream khác. À, xin chào và hẹn gặp lại.